Chúng tôi đến Phong Nha vào những ngày hè nắng vàng như rót mật. Và ngay từ lần đầu, khi nhìn thấy những dải xanh hiền hòa ấp ôm đồng, vờn quanh núi, tôi đã phải lòng những dòng sông của mảnh đất này. Trong lòng nàng Yuka bỗng trào lên niềm khao khát được lênh đênh hát trên sông nước yên bình, thả hồn theo mây gió.
trên sông luôn là những buổi chiều kỳ diệu. Nắng nhẹ, gió mơn man. Đôi chim thẹn thùng nấp trong lùm cây ngó nhìn khi chiếc du thuyền mang nàng Zuka lững lờ trôi qua. Thiên nhiên dường như đang lắng nghe tiếng hát của nàng. Và kìa, đâu đây bỗng có tiếng cười khúc khích, tiếng quẫy nước ùm ùm. Những đôi mắt to tròn và những hàm răng lấp lóa dưới nắng chiều. Hãy xem những khán giả đặc biệt nào sẽ lên thuyền trong cuộc du ca kỳ lạ của nàng. Chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim bang bang, anh bắn ngay em bang bang, em ngã trên sân bang bang, tiếng súng khi xưa bang bang, ta sẽ không quên bao giờ. Nay khi ta
ra chốn công viên, trông bao nhiêu em bé hân hoan chơi công an đi bắt quân gian, trời yêu thay trời bắt nhau luôn. Bang bang, ta nhớ năm xưa. Bang bang, trong trái tim em. Ta sẽ không quên bao giờ. Zuka đi và hát, dự án video âm nhạc kết hợp trải nghiệm Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Thái Thùy Linh. Liên tục từ tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2020, mỗi tháng sẽ có một tập gồm 4 phần. Đi và ăn, giới thiệu du lịch và ẩm thực địa phương. Đi và chơi, giới thiệu thú chơi xe của những vị khách mời thú vị và những môn chơi ngoài trời hấp dẫn, gần gũi với thiên nhiên. Đi và hát, giới thiệu chùm ca khúc chủ đề của tháng, thu âm trực tiếp ngoài trời. Đi để yêu, tập hợp những hình ảnh ấn tượng và những cảm xúc đẹp đẽ, chân thật mà đoàn Zuka đã gặp trong suốt hành trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Thái Thùy Linh Official và nhấn theo dõi để cùng đón chờ những video mới hấp dẫn.